đối thủ các bạn. B3 này thương hiệu quá nổi tiếng ở nước Đức. Ba nghe ok chắc. Đánh hơi đuôi mà nghe nó hơi đuôi không? Đánh rất là hay gọn thì nó có đều ba giải. Đánh ba nó đánh mềm. Sâu. Trời đã khuya rồi đây. Đấy bạn nghe cái đuôi nhỉ? Chẳng tranh tranh đuôi xin anh nó rất là mềm. Trời đã khuya rồi đây. Mưa trên xóm xa anh đó thành. Nghe bác về là đường ngoài kia không xôn xao, không đem vì đèn mờ. Ôi đường dài hun hút với đêm sâu. Bước chân ai qua biết thì một bộ dàn lấy giải bass rất khó. Lấy giải chép thì nó đơn giản, nhưng giải bass thì cũng càng khó hơn. Và tôi ba thể hiện được cái đó. Nó đều ba giải từ phần lời chung và phần bass rất là sâu. Nghe mưa rơi trên khóm tre xa. Thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quên ơi, mưa rừng về ngâm trời, mưa làm chi cho ướt áo. Thành ơi, Thành ơi, lấy cái thước ra này đo này, đo cái thước này cho các bác với này. Thì vừa rồi em cũng test vài đoạn nhạc để review đến toàn thể các bác ấy. Thì ở đây thì bác nhìn rồi, những cặp loa hôm nay em về trong tình trạng rất là đẹp. Mở hàng em chưa lau chùi vệ sinh rồi bác nhá. Bác nhìn này, mở nó đẹp như này rồi. Để trả dầu tiếng bác đây. Từ cái ngấn là tháo phòng hát ra này, nó đẹp này rồi. Đây chỉ vết bụi bẩn thôi, mình chưa vệ sinh. Bắt đầu lô này về nó không bị chầy chuội gì cả, chỉ bám bụi bặm thôi, không bị chầy chuội gì cả, rất là đẹp luôn. Và đây cũng là lô loa B3HS101 đẹp nhất từ trước đến nay mà Hiếu Minh nhập được về của anh em. Thì trước đây các bác gõ kênh, gõ những dòng loa B3 này em về hàng ấy, thường những lô về thường nó sẽ là nó nhìn cũ cũ hơn một tí. Cái lô hôm nay về đẹp quá các bạn. Bác nhìn từ cái chép này, đây từ cái chung này, chung B3 này. Là gân vải nó, gân vải là 3 ngấn bác nhá. Sẽ có tem B3 này, Theta Ri. Chung này. Đây mã CD của nó này, mã CD của nó này. Từ này. Anh em nhìn là biết nét nhé. Chép từ quét từ kép anh nhé, chung lớn nhé, chung lớn liền khối, phễu liền khối gang nhé. Chép nó dùng là chép cũng từ kép luôn. B3 Theta Ri. Đây gậy. Và củ bát thì bác nhìn củ bát đây. Củ bát thì keo zin nó thành giữ anh ạ. Keo zin đây, nhìn phát bên ngay, đổ keo zin vào này. Zoom lại cho nó nét. Đây, giữ anh zoom nhá. Đấy, nhìn phát bên ngay. Ở đây là nhà hãng người ta đổ, nghe keo zin người ta hàn bên mé này này, úp lên. Hàn nhá, hàn là cái vết hàn nó rất là đẹp luôn. Có nhìn không? Cái hàn nó phẳng rất là đẹp luôn. Ngấu thiếc này. Trong quay về đây này, người ta sẽ đổ keo ở đây. Trường hợp anh em rút ra cái lộ ngay nhá. Keo ép này, zin nét luôn. Để mình zoom to lên cho anh em nhìn nhá. Còn bát nó đây, xung gân của dòng đặc thù các dòng B3 gửi gân xốp ấy. Nói chung đây là tất cả những dòng loa mà các bác sử dụng gân xốp nói chung ấy, thì B3 là dòng gân xốp cao cấp nhất, vì nó sử dụng cao gân xốp của nó là phủ một lớp gọi là một lớp dưỡng mỏng. Nhưng cái độ dai nó sẽ bền hơn, như là bình thường một đôi loa như BB này, BK, những dòng loa khác chẳng hạn, thì thường các bác ấy là chỉ thừa chơi khoảng độ 2-3 năm thôi. Bỏ này xuống tháo ra cho anh để đo cái thước con này nhé, tháo ra đi. Nghe là các bác chỉ dùng được khoảng 3-4 năm là mục gân, nhưng cái con này bác chơi không bao giờ lo mục gân nhá, không bao giờ lo mục gân. Tại vì sao? Vì cái gân thế không không cây nhà thả ra đi. Thì đây bác thấy là cái gân nó sẽ có một lớp phủ keo này, thì tinh ý nào, tinh ý phủ keo mỏng đây này, này. Đấy, cái gân này rất là bền nhé, và bên rìa nó này nếp keo chạy dọc rìa này. Nhà hàng đây là bao zin từ cái gân luôn nhá, zin đét luôn, hàng rất là đẹp. Nó là hai dâu ngấn, nó sần.
nhấc anh cái này là bé. Nhấc anh. Thế rơi cái gì ra đây, tí nhặt vào. Đây em sẽ quay cho bác cái phân tần. Phân tần ở B3 thì bác đều nói gấu nhất có phân tần rồi. Nói chung quả phân tần đây, một găng thước đâu nhỉ? Rút cái thước ra đi đặt cái bát xuống. Nhá. Nó phải 24 phân mất. Nhá. Gần 30. 27, 20 không, khoảng 26 phân. Hay khoảng 26 phân thôi. 26 phân thôi nhá. Tính từ mép này em giữ này, để bác nhìn chưa? 26 phân bác nhá. Và thiết kế rất hầm hố luôn. Cái điều quan trọng của cái mức giá như mình đang đưa ra ấy, chỉ 4.600.000 đồng một đôi thôi. Cái mức giá là giá tốt nhất từ trưa đến nay đối với dòng B3 HS101 này, đây là giá tốt nhất rồi, mới đẹp như thế này. Cái mã CD của nó này, HS101 này bác nhìn chưa? Nói chung nhìn phát là biết ngay rồi. Bây giờ em quay cho những bác nào chưa mua hay những bác nào đang tìm hiểu thôi. Còn anh em nhìn vào đây là biết rồi. Nhìn vào phân tần, nhìn vào cái chở trong bơm keo là biết hết rồi. Nghe không phải phân tích, không phải giải thích nhiều ấy các. Và điều quan trọng nó đẹp đến mức là bình thường mua những cái dòng lô bình thường ấy, cái lô mà cũ hơn ấy, nó gọi lô xấu hơn ấy, thì cái này nó bị mục hết rồi. Nhưng cái lô của em về này, cái lô này về nó còn đẹp quá bác, từ cái dây bọc của nó này, nghe cái xốp để bọc cái dây này này vẫn nguyên nhá. Bình thường các mua bác để những cái lô loa của các bác, những cái chơi bác chơi những đôi HS101 ấy, các bác mở loa này bác xem là các này của bác vẫn mục hết rồi. Còn nhà mình này cái dây nào vẫn dai này bác nhìn chưa, vẫn dai như mới nhá. Nghe còn rất đẹp luôn, bông của nó, bông của B3 thì hết rồi, là bông lông chuột cũng không thể lệch lạc vào đâu được. Các chân nó bơm keo này, thấy chưa? Chân các điểm chân nó bơm keo hết này. Bông lông chuột nhá. Cũng không thể lệch lạc vào đâu được. Bông này các bác mua ở ngoài không có. Ở ngoài bác mua chỉ bông đen thôi, còn bông lông chuột này bác mua ở ngoài không có đâu, xin lỗi các bác là không có đâu nhá. Đấy. Và mã CD của nó này. Mã CD trên từ này. Đây này. Dần luôn nhá. Quét đi xong rồi khô cái nó càng tỏ. Như cái này nó biết miêu tả sao nhỉ, để zoom lên một tí này. Nghĩa là tất cả cái mã CD này nó kiểu nó cắt, nó bấm nên là nó dập xin xin trong nó tạo ra cái. Nghĩa là càng khô đi nó càng tỏ, tại vì sao? Vì đây em vừa quẹt cái màu một tân tay mình vào ấy. Thì cái này nó sẽ hiện lên cái các đầy bao nhiêu càng dần càng tỏ lên này. Đấy. Cái càng dần nó càng tỏ lên, nó càng khô càng tỏ đây, anh sáng này. Soi đi các bạn nhìn nhầm. Đấy, đấy. Ánh sáng ban ngày đấy, càng ngày càng tỏ, anh nhìn tỏ lên chưa? Khi quật tay vào mờ nhá, khi tay vào mờ đi, xong càng khô càng tỏ. Đấy, kiểu cái nước vào ấy, nước vân tay em vào mồ hôi này, sau khi nó khô đi nó sẽ tỏ, càng ngày càng tỏ đấy. Và keo của nó ngửa lên keo nó màu nó màu hơi đỏ đỏ ngấn. Đó, nhìn chưa? Keo zin từ nhá, hơi đỏ nhẹ ông này. Và tem B3 Thetari. Đây này mình cũng review chi tiết ở luôn này. Và đo lại kích thước một tí. Vừa này quay bên ngoài, quay ở ngoài trời nó sáng sủa, các bác nhìn về hàng đẹp như này. Từ bát chung chép một cái này thôi. Đây cái bát em lật lên này. Đấy vừa em quay trong kia thế đấy, cả lô em về cứ như này thôi. Đấy, vừa đo như từ này. Và đo kích thước lại vì sau kia bác tối. Một chiều của em nó là 32 ông nhá. Chiều ngang đây. Cái này bác có thể treo để làm được. Logo nó xoay thôi nhá, logo dòng này logo xoay. Các bác chỉ để đứng được mà để nằm được, thế nào cũng được thôi nhá, rất là hay. 29 cao lên. Đem treo đều treo một chiều là đang dựng đứng nhá. 54 nhá, xoay sau nào. Xoay sau đi. Nó thiết kế hai đẹp hai bên này. B3 HS101 đấy. Quay ban ngày nó rõ nhá. Nó thiết kế hai ống mắt tơi hai bên này. Đây phần lẫy kẹp này, cầu đảo pha nhá, cầu đảo pha này, BM này, dài từ 50 đến 18 kg bảo sao đánh nó hay, bát nó sâu thế, nó mềm, nó có lại còn sâu nữa chứ. Cú suất hoạt động là 150W đánh trên âm ly cũng được, mà để cú suất nhỏ nhỏ cũng được. Dài là 92 dB, ở độ chở 8 ohm trọng lượng của con này là 13,2 kg trên thùng. Thì nói các dòng loa nói chung ấy thì thường không có ghi trọng lượng đây, nhưng nói với B3 ấy, thì dù ở phân khúc là bát 20-25 hay loa trợ lời hay là loa 30 hay là loa 40 thì nó đều in thông số chuẩn. Nghĩa ở đây là nó ghi luôn trọng lượng của kg trên thân thùng luôn nhá. Trên BC nghĩa trên trước. Đây mã CD đó nhá, mã CD B3HS101 đấy. Cặp loa đến từ Thiệu Đức. Đẹp tuyển chọn, giới thiệu luôn cho các bác anh em. Nhu cầu liên hệ Milo nhá.